Sáng nay tại hội thảo định hướng xây dựng bộ chuẩn công nghệ kết nối đô thị thông minh tại thành phố Thủ Đức, nhiều chuyên gia đã chia sẻ giải pháp để phát triển thành phố Thủ Đức trở thành trung tâm công nghệ sáng tạo phía Đông, khu vực lõi về công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều giải pháp thông minh đã được giới thiệu góp phần rút ngắn hành trình xây dựng đô thị thông minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tham dự hội nghị. Hơn 120 gian hàng tại triển lãm quốc tế Đô thị Thông minh Châu Á 2022 cung cấp các giải pháp toàn diện trong quản trị thông minh như công nghệ chiếu sáng công cộng, trang thiết bị xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh, nhà ở thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh, giải pháp xử lý môi trường thông minh, các ứng dụng hoạch định quản lý đô thị thông minh. Thế giới đã thay đổi, thế giới nó vận hành một cách liên tục, thì cái trí tuệ thông minh robot nó là một cái điều tất yếu. Và trong tất cả các quy trình vận hành từ chính phủ cũng như doanh nghiệp là cái yếu tố gọi là kết nối, yếu tố robotic, yếu tố thông minh hóa nó hiện diện khắp nơi ở trong các cái quy trình đó. Thưa quý vị, đây là một ví dụ cho thấy vì sao công nghệ quản trị thông minh cần phải có mặt trong đời sống của con người. Con robot này thì đang làm nhiệm vụ là quét rác, hút bụi và lau sàn khô. Và với sự có mặt của robot thì tòa nhà sẽ được giữ gìn một cách sạch sẽ, sức lao động cũng sẽ được tiết kiệm. Trong khuôn khổ triển lãm, hội thảo định hướng xây dựng bộ chuẩn công nghệ kết nối đô thị thông minh tại thành phố Thủ Đức cũng đã được tổ chức. Với dân số hơn 1 triệu người, thành phố Thủ Đức được xác định sẽ phát triển thành đô thị cực đông trong vùng tam giác thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, một đô thị sáng tạo tương tác cao, tạo nên hệ sinh thái cho kinh tế tri thức. Với mục tiêu này, thành phố Thủ Đức cần trung tâm AI có loại hạ tầng đặc thù và kết nối chặt chẽ. Tôi nhận thấy với tiềm năng hiện có, thành phố Hồ Chí Minh có thể tập trung đầu tư phát triển năng lượng xanh, xây dựng những tòa nhà công trình xanh và từ đó có thể phát triển không gian đô thị thông minh. Thành phố thông minh không chỉ có trong hoạt động của người dân mà còn có trong các giải pháp điều hành khác. Thành phố Thủ Đức đang phát triển mạng lưới giao thông rộng khắp, có thể thấy các dự án liên quan như sân bay Long Thành sẽ vận chuyển rất đông người. Chúng ta cần giải pháp để di chuyển dòng người trong những công trình lớn này, an toàn, thông minh và kết nối được các dịch vụ để sân bay, nhà ga trở nên thông minh hơn. Dữ liệu là một nền tảng bởi vì càng ngày công dân chúng ta càng sử dụng các ứng dụng cá nhân cũng như ứng dụng doanh nghiệp thì tạo ra cái dữ liệu rất là lớn. Thì thành phố chúng ta phải có một cái hạ tầng đáp ứng được cái sự phát triển của doanh nghiệp. Cái điểm thứ hai mà thành phố cần quan tâm tới là tạo nên một cái hệ thống công nghệ, tạo nên một cái hệ thống đối tác làm sao cho nó bền vững. Thì các giải pháp đó bắt buộc nó phải đi gọi là giải pháp số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cam kết, thành phố luôn coi trọng các thành tựu công nghệ thông tin, việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và luôn tự hào là đơn vị đi đầu. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước hiến kế xây dựng thành phố Thủ Đức nói riêng và tham gia vào đề án đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh nói chung.